Rồi, xin chào đồng chí Tuấn. Đồng chí vừa rồi được bắn được 3 điểm 10 ở nội dung bia số 4. Ở tư thế nằm bắn, đồng chí cảm thấy thế nào khi mình đạt được kết quả tốt như thế? Báo cáo đồng chí, khi tôi biết mình được 3 điểm 10 ở nội dung bắn bia số 4, bắn nằm thì tôi cảm thấy rất là vui. Vì trong quá trình rèn luyện và huấn luyện tại thao trường, tôi đã luôn có sự cố gắng để khắc phục mọi khó khăn, và cộng với đó là có sự giúp đỡ của các anh tiểu đội trưởng và trung đội trưởng để tôi đã có được thành tích tốt như vậy. Tôi sẽ cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất ở trong những loạt bắn phân đoạn tiếp theo. Xin hết. Chúc mừng đồng chí nha, sau giai đoạn 2 thì cố gắng nha, đạt được thành tích cao như thế. Các chú bộ đội xin chào mọi người. Mọi người yêu quý các chú thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận thông báo video các chú bộ đội đăng lên sớm nhất nhé. Các chú bộ đội xin chào mọi người đang theo dõi video. Hôm nay các chú bộ đội dậy sớm, khi trời vừa hé sáng, con gà trống vừa cất tiếng gáy thì các chú đã dậy đánh răng rửa mặt, sắp xếp nội vụ, ăn cơm và các chú xuất phát hành quân lên thao trường để đi bắn đạn thật. Mọi người yêu quý các chú bộ đội, hãy đăng ký kênh, bấm vào nút like và chia sẻ kênh cho chú bộ đội nhé. Kênh của các chú tạo ra mong muốn có những hình ảnh để cho mọi người hiểu hơn về cuộc sống của bộ đội, cuộc sống của các tân binh mới nhập ngũ, mong muốn mọi người có cái nhìn tốt về các chú bộ đội thời nay và những gia đình có con em, bạn bè và các bạn nữ có người yêu của mình đi nghĩa vụ quân sự, có thể hiểu được khi bước vào môi trường quân ngũ thì con em, người yêu, người thân của mình sẽ được sinh hoạt, học tập rèn luyện như thế nào trong môi trường quân ngũ. Bác Hồ đã từng nói quân đội là trường học lớn để lớp lớp thế hệ thanh niên phấn đấu rèn luyện, trưởng thành. Được học tập, rèn luyện ở môi trường quân ngũ sẽ giúp thanh niên khỏe mạnh hơn, ngày càng rắn rỏi, trưởng thành hơn, sẵn sàng đối mặt, vượt qua thử thách trong cuộc sống. Môi trường quân đội còn tôi luyện cho tuổi trẻ sự tự giác, khuôn phép, ý thức, nền nếp, chỉnh chu, biết quan tâm, sẻ chia với mọi người. Nên mọi người hãy yên tâm nhé, ở đây các đồng chí cán bộ luôn quan tâm chăm sóc và xem các chiến sĩ tân binh như người thân, người em út trong nhà, với mong muốn huấn luyện thật tốt để cho các đồng chí chiến sĩ tân binh của chúng ta khi xuất ngũ là một người trưởng thành, có ích cho xã hội, cho đất nước Việt Nam. Hôm nay các chiến sĩ tân binh hành quân đi bắn đạn thật. Đây là buổi đầu tiên nên các chiến sĩ tân binh rất hồi hộp. Này chú bộ đội, có hỏi một số đồng chí chiến sĩ, có đồng chí tối còn trần trọc không ngủ được vì khi bước chân vào môi trường quân ngũ, đây là lần đầu tiên các chiến sĩ tân binh được bắn đạn thật, được cầm và hiểu về súng AK. Qua quá trình học tập và rèn luyện ở những video trước, chú bộ đội có quay cho mọi người xem về quá trình rèn luyện ở thao trường, vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập, không bỏ phí những viên đạn của nhân dân. Thì nay đã đến lúc các chiến sĩ của chúng ta khai hỏa cho lần đầu tiên trong đời được cầm AK bắn viên đạn thật. Đây là kết quả cho quá trình rèn luyện của các đồng chí tân binh để biết được khả năng mình đến đâu, từ đó rèn luyện thêm yếu lĩnh động tác, kỹ thuật, rèn luyện tâm lý bản lĩnh của bản thân mình. Lính thời nay chẳng sương gió, không có đơn đau, không phải
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nhưng cuộc đời người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ vẫn gắn với những gian lao, vất vả, nhọc nhằn và hy sinh. Chưa bao giờ người lính biết kể công, đó là khái niệm hoàn toàn xa lạ đối với bộ đội Cụ Hồ. Bởi quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, chọn đời cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Có phải lính thời nay chẳng sương gió, không có đớn đau, không phải hy sinh? Tổ quốc ơi, chúng tôi luôn thầm lặng, hiến thanh xuân cho đất nước thanh bình. Thời chiến hay thời bình, người chiến sĩ vẫn dạn dày sương gió, vẫn chịu nhiều gian khổ, thậm chí hy sinh. Tháng 10 năm 2020, 13 đồng chí, trong đó có 11 cán bộ quân đội đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn các công nhân tại công trình thủy điện Rào Trăng Ba, tỉnh Thừa Thiên Huế. Các anh như những ánh sao tỏa sáng trong đêm đen mưa lũ, không kể đêm tối, bất chấp gió mưa, khó khăn bủa vây, hiểm nguy rình rập. Bởi trong tim là mệnh lệnh không lời, còn phía trước là nhân dân. Các anh đã vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Trước thử thách Covid-19, bộ đội Cụ Hồ luôn đi đầu trong cuộc chiến không tiếng súng. Bộ đội dựng lán ngủ rừng, nhường doanh trại cho người dân cách ly, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho nhân dân như người thân trong gia đình, sát cánh với các địa phương phòng chống dịch. Cán bộ chiến sĩ vì nhiệm vụ chung phải gác lại những nỗi niềm riêng, niềm vui riêng và cả nỗi đau riêng. Là hạnh phúc lứa đôi phải gác lại chờ ngày chung vui, là nỗi đau cha mẹ, người thân qua đời không thể về làm tròn chữ hiếu. Khi Tổ quốc cần, nhân dân cần, bộ đội Cụ Hồ đều có mặt trong bất luận hoàn cảnh nào, ở bất cứ nơi đâu. Chính vì vậy, đừng vô tâm khi so sánh bộ đội với bất cứ ngành nghề nào. Nếu đây là một nghề lương cao hay cao sang, các bạn trẻ hãy đăng ký thi vào các trường quân đội. Quân đội nhân dân Việt Nam luôn chào đón những ai đủ đức, đủ tài để phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Bộ đội Cụ Hồ luôn dàn dì dễ thương, được lòng nhân dân, nghĩa tình mãi luôn đậm sâu. Bộ đội Cụ Hồ đâu giá chi gian khổ, lội suối băng rừng giữ vững lòng kiên trung, bền chí bền gan dũng cảm và quyết chí, trước mặt quân thù không hề biết chùn chân. Bộ đội Cụ Hồ luôn lập nhiều chiến công để vẻ vang thêm, tự hào cháu con của người là người bộ đội, nhân cách luôn gìn giữ, hiểu thấu con đường đang cách mạng giao cho, tình cảm quân dân luôn luôn là tiêu chí, thời chiến thời bình vẫn luôn giữ kỳ cương. Quân đội Việt Nam noi theo tấm gương của người, học người vì dân, quên đi bản thân mình. Lời người năm xưa, có dân là có tất cả. Tất cả vì dân, có khăn gì cũng vượt qua. Bộ đội Cụ Hồ, qua bao cuộc biến dâu, luôn mang trên vai, nhiệm vụ bác giao lại đây. Học tập rèn luyện, hãy
hãy chung tay dựng xây, gìn giữ tươi đẹp gấm vóc của non sông, để nước Việt Nam vững bền ngàn muôn kiếp, quân đội kiêu hùng sáng ngời mãi niềm tin. Trên núi rừng biên cương đến nơi đào xa, mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca. Dù rằng đời ta thích hoa kẻ thù buộc ta ôm cây súng, ta yêu sao làm quê non nước mình, tình quê hương vút thành thành âm khúc quân hành ca. Chiến sĩ ta ca vang, chinh miên qua tháng ngày, lời bay trên núi rừng biên cương đến nơi đào xa. Quá trình hình quân lên bắn và đây là kết quả. Các chiến sĩ bắn giỏi đang được trao hoa bắn giỏi. Chúc mừng các đồng chí. Có một nghề được gọi là lương cao, về chiến tranh coi lửa đã không còn. Có một nghề được gọi là lương cao, trong thời bình nghề lính rất cao sang. Có phải lính thời nay chẳng sương gió, không có đơn đau, xin chào đồng chí Tuấn. Đồng chí vừa rồi được bắn được 3 điểm 10 ở nội dung bia số 4 ở tư thế nằm bắn. Đồng chí cảm thấy thế nào khi mình đạt được kết quả tốt như thế? Báo cáo đồng chí, khi tôi biết mình được 3 điểm 10 ở nội dung bắn bia số 4 bắn nằm thì tôi cảm thấy rất là vui. Vì trong quá trình rèn luyện và huấn luyện tại thao trường, tôi đã luôn có sự cố gắng để khắc phục mọi khó khăn, và cộng với đó là có sự giúp đỡ của các anh tiểu đội trưởng và trung đội trưởng để tôi đã có được thành tích tốt như vậy. Tôi sẽ cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất ở trong những loạt bắn phân đạn tiếp theo. Xin hết. Chúc mừng đồng chí nha, sau giai đoạn 2 thì cố gắng nha, đạt được thành tích cao như thế. Rồi, chúc mừng đồng chí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong thời bình, dù không phải đối mặt với các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nhưng cuộc đời người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ vẫn gắn với những gian lao, vất vả, nhọc nhằn và hy sinh. Khi Tổ quốc cần, nhân dân cần, bộ đội Cụ Hồ đều có mặt trong bất luận hoàn cảnh nào, ở bất cứ nơi đâu. Chính vì vậy, đừng vô tâm khi so sánh bộ đội với bất cứ ngành nghề nào. Nếu đây là một nghề lương cao hay cao sang, các bạn trẻ hãy đăng ký thi vào các trường quân đội. Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn chào đón những ai đủ đức, đủ tài để phục vụ Tổ quốc, phục sự nhân dân. Thời lượng của video tới đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi các chú bộ đội. Chú bộ đội xin chào và hẹn gặp lại.